Đầu tiên chúng ta sẽ tô phần tóc màu nâu. Màu cam. Màu hồng. Màu xanh. Màu ghi. Màu xanh nón chuối. Xanh dương. Màu vàng. Màu cam.
thân mến, vậy là mình đã tô màu xong cho những nhân vật ở trong đêm hội trung thu. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo để chúng ta hoàn thiện bức tranh này nhé.